Ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên đã tập trung tại các địa điểm thi để hướng dẫn, tư vấn thông tin, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Sáng sớm ngày hôm nay, do có mưa nên thời tiết mát mẻ, cả các tình nguyện viên và các thí sinh đều đỡ vất vả hơn trong ngày thi đầu tiên. Chúng tôi cũng đã có cái sự chỉ đạo cho các bạn sinh viên. Thứ nhất là chuẩn bị các cái trang thiết bị dụng cụ để đảm bảo các cái hoạt động tình nguyện được diễn ra an toàn. Thứ hai là chúng tôi cũng đã cấp phát một số các cái trang thiết bị để giúp cho các bạn tình nguyện viên tham gia phục vụ công tác tiếp sức mùa thi tại các điểm trường có cái điều kiện tốt nhất. Thứ ba nữa là trong cái quá trình diễn ra kỳ thi thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đội hình tình nguyện sẽ có cái sự hỗ trợ về nước để giúp cho các bạn học sinh tham gia thi có các cái điểm phục vụ nước sinh hoạt miễn phí. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã huy động hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, chia làm 110 đội tình nguyện, tham gia chương trình tiếp sức mùa thi đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2018.